Tử vi vận hạn vận trình ở tuổi Tý trong năm 2024 Giáp Thìn. Thì về công danh sự nghiệp mà nói thì tuổi Tý thì theo tôi thấy năm nay là một năm mà cái đường công danh rồi quan danh rất là rộng mở và có nhiều cơ hội để mà thăng quan tiến chức. Những người mà đang muốn học hành này, thi cử này mà cần những cái bằng sắc thì rất là có nhiều cơ hội, nhiều duyên may để mà thuận lợi trong năm nay. Và năm nay cũng là một năm rất tuyệt vời đối với những cái cá nhân nào mà ham mê theo cái gọi là chủ nghĩa xê dịch, hay thích du lịch này, hay tham quan này, hay thích trải nghiệm những cái thú vui trong cuộc sống. Một năm cũng rất là thuận lợi cho những ai mà thích thay đổi môi trường sống, thậm chí là thay đổi cả những phương tiện giao thông. Năm Giáp Thìn cũng là một năm rất là may mắn trong những cái người mà liên quan đến lĩnh vực chứng khoán này, hoặc là làm những cái nghề diễn thuyết, làm giảng viên hoặc là giáo viên hoặc là ca sĩ. Người tuổi Tý năm tới đây sẽ có một năm rất là vất vả, rất là bận rộn và có những cái gì đó rất là lo toan, bởi vì họ phải gánh vác những công việc, đặc biệt là những nhiệm vụ khó khăn. Thành ra các bạn phải chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng, chịu khổ một tí, vất vả một tí, nhưng mà vất vả mà được việc thì cũng vui, đúng không ạ? Người tuổi Tý trong năm nay cũng phải chuẩn bị cho tôi trước cái tinh thần trong những cái sức ép trong công việc. Đôi khi là bạn phải cầm là lá cờ đầu để đi tiên phong. Và ngoài ra trong công việc thì đôi khi là có những cái sự hiểu lầm nhất định. Nhiều việc là mình đôi khi mình làm tốt nhưng mà sếp hay là anh em đồng nghiệp chả hiểu đâu. Thành ra là có những cái gì đó là hơi bị cô đơn trong công việc. Người tuổi Tý trong năm Giáp Thìn này còn dễ phải mắc phải những cái vấn đề liên quan đến tranh luận, kiện tụng. Còn nhẹ hơn thì liên quan đến thị phi điều tiếng, đặt điều ảnh hưởng đến uy tín thanh danh. Còn về tình cảm gia đạo thì năm nay thực sự là đôi khi tài vận này, quan vận nó tốt đấy, tiền vận tốt. Thành ra là có thể là về mặt đường tình cảm nó chưa phải là suôn sẻ lắm đâu. Thành ra năm tới đây thì các bạn nhớ cho tôi một câu là dĩ hòa vi quý, sẽ giúp các bạn có một cuộc sống bình an trong mối quan hệ và đưa chuyện tình cảm trở lại quỹ đạo tốt hơn. Ngoài ra trong gia đạo của người tuổi Tý thì năm nay cũng rất dễ gặp những cái tang chế trong gia tộc dòng họ. Sinh lão bệnh tử vốn xưa nay nó là việc của trời, đúng không ạ? Thì ai có tứ thân phụ mẫu đến tuổi 80 chẳng hạn thì đi công tác cũng liệu liệu một chút, sẵn sàng cho mình cái tâm thế và tranh thủ ở bên người thân nhiều hơn. Nếu mà chẳng hạn mà vượt qua được thì nó là một điều quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Để giải đi những muộn phiền trong tâm linh thì người tuổi Tý nên tham gia vào những cái khám phá về tâm linh, về phong thủy, hoặc là chăm lo đến những cái phần liên quan đến thờ cúng tổ tiên. Điều đó giúp bạn có nhiều cái sợi dây nó hậu thuẫn về mặt tâm linh, thì nó có phần nó hóa giải những cái vận hạn về mặt sức khỏe, về tật họa, về mặt tăng chế trong gia đạo. Còn riêng về mặt sức khỏe trong năm nay thì người tuổi Tý sẽ gặp những vấn đề, thứ nhất là dễ đau đầu, dễ bị dính liên quan đến tai mũi họng, ngoài ra thì còn liên quan đến sứt sẹo chân tay. Thành ra trong khi mà cuộc sống mà chúng ta luyện tập thể thao, chăm lo sức khỏe cho mình là một điều rất là tuyệt vời, nhưng mà đôi khi người tuổi Tý trong năm nay cũng đừng lên gắng sức quá. Ví dụ như kiểu là cố đến 7-8 phần thôi chứ đừng cố đến 10 phần. Ví dụ như là cố cứu một quả bóng này, hay là nhảy quá cao này dễ bị chấn thương. Hoặc là ông nào đi xe cộ cũng cần cẩn thận một tí. Ra đường năm tới thì cũng phải là đội mũ bảo hiểm cho thật là đầy đủ. Nếu mà đầu mình cứ cảm thấy biêng biêng thì là thôi quá đừng có mà lái xe. Mình có thể đi taxi hoặc là đi xe ôm, hoặc là bắt những phương tiện giao thông như xe buýt. Ngoài ra thì người tuổi Tý cũng cần phải lưu ý đến những cái vấn đề về răng, nhất là trong những cái tháng mùa lạnh này. Đối với người tuổi Tý thì các bạn có thể tham gia chủ động vào cái việc đi làm đẹp, thẩm mỹ. Trong năm nay nó cũng là một cái vấn đề liên quan đến, ví dụ như là chúng ta có thể lăn chỉnh răng này hoặc là đốt mụn, thì nó cũng góp phần hóa giải bớt những cái liên quan đến bệnh tật rồi thì tai họa. Về tài chính mà nói thì người tuổi Giáp Tý trong năm nay, ông Giáp Tý thì ông tuổi sinh vào năm 84 ấy, thì năm nay rơi vào khoảng hơn 40 tuổi, thì năm nay được gọi là bốn chữ gọi là lộc trời ban tặng, rất là may mắn về mặt tài chính. Canh Tý thì năm nay cũng là một năm phát đạt về mặt tài chính, cũng phải được 7 đến 8 phần so với ông Giáp Tý. Ngoài ra những cái tuổi là Nhâm Tý này, Bính Tý này hay Mậu Tý này thì một năm là một năm gọi là ra tiền, thành ra là tiền tiêu vào đâu thì chúng ta phải tiêu vào những cái nơi mà nó có ích. Ví dụ như chúng ta trang hoàng này, trang trí nhà cửa để mua sắm xe cộ, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta có thể nâng cấp bản thân mình lên bằng cách có thể là đi phẫu thuật thẩm mỹ này, nâng cấp bề ngoài mình lên, mình nâng cấp cái cốt lõi bên trong thì có thể là mình có thể là đầu tư những khóa học về mặt tri thức. Chúng ta có nhiều kiến thức để chúng ta có thể đầu tư được những cái lĩnh vực về sau này. Trên đây là những chia sẻ của tôi về tử vi và vận hạn của tuổi Tý trong năm 2024. Nếu các bạn mà thấy hay thì hãy ấn vào nút like, chia sẻ đến với bạn bè và người thân của mình, hoặc là ấn vào nút đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.